dẫn vợ bỏ trốn. Dạ, con và tiểu thư thật lòng yêu thương nhau, mong quan lớn cho phép chúng con được đến với nhau ạ. Một tên thợ quèn như ngươi mà đòi cưới con gái ta sao? Cha không biết đấy thôi. Trần Bạch bây giờ đã nổi tiếng là thợ tạc tượng ngọc giỏi nhất kinh thành rồi đó cha. Dù có nổi tiếng thế nào thì hắn cũng chỉ là hạng thường dân. Con đừng quên, con đã có hôn ước với con trai nhà tể tướng. Đừng làm gì cả nhà ta phải gánh họa. Cha ơi, con cầu xin cha mà. Người đâu, mau nhốt tiểu thư lại, cấm không cho tên thợ này vào phủ. Không, con không thể lấy người mà con không yêu. Có ai theo nàng đến đây không? Không có ai đâu, chàng yên tâm. Vậy chúng ta mau đi thôi, đường tối, đường trơn, nàng đi cẩn thận nha. Mọi người ơi, tiểu thư bỏ trốn. Một tên dân thường dám dụ dỗ con quan lớn bỏ trốn cơ đấy. Nàng đừng nhìn ngang nhìn dọc, kẻo người ta nhận ra. Mỹ Lan, ta hứa không bao giờ khiến nàng phải chịu khổ. 2 năm sau. Tiệm ngọc nhà chúng ta càng ngày càng nổi tiếng, cứ thế này thiếp lo lắm. Vậy thì chúng ta sẽ có cuộc sống no đủ hơn, vậy không tốt sao? Ngày càng có nhiều người ở xa tìm đến đây, lỡ như có ai nhận ra chàng là Trần Bạch thì nguy. Hay là chàng chuyển qua làm đồ gốm đi. Nàng đừng lo, nơi này cách xa kinh thành lắm, sẽ không ai tìm được chúng ta đâu. Vậy thì chàng đừng tạc tượng đẹp quá, chỉ cần có người mua là được rồi. Ôi ngoan nào, con trai mẹ lại khóc rồi. Ôi ngoan nào. Ta làm sao mà tạc tượng cẩu thả như hàng vạn kẻ tầm thường được cơ chứ. Những bức tượng này đều là do anh làm cả sao? Đúng vậy, tất cả đều do chính ta tự làm ra. Chẳng hay anh có liên quan gì đến một người có tên là Trần Bạch không? Tôi chưa nghe thấy cái tên đó bao giờ. Anh ta là thợ tạc tượng nổi tiếng nhất kinh thành. Nhìn nét tượng của nhà anh, tôi lại tưởng có liên quan, hay ít nhất cũng phải đồ đệ chân truyền của anh ta. Vậy tôi không quen ai ở kinh thành cả. Cho tôi mua bức tượng này. Chết rồi, vừa rồi có một người đến hỏi ta có biết Trần Bạch không. Có lẽ chúng ta bị phát hiện rồi, phải mau trốn đi ngay bây giờ, kẻo không kịp. Không thể ngờ rằng có ngày mình phải nặng những thứ bùn đất này. Đây chính là con sư tử của tiệm ngọc Bảo Hòa, hiện tại rất khó mua được đấy ạ. Đẹp quá, đẹp quá. Tiệm ngọc Bảo Hòa tiếng tăm lừng lẫy đây ư? Đẹp thì cũng đẹp đấy, nhưng không đến mức như thiên hạ đồn thổi. Có người chơi tượng ngọc của mình sao? Nhầm rồi, đây không phải tượng ngọc của tiệm Bảo Hòa. Anh chỉ là thợ làm gốm, biết gì về ngọc mà nói. Vậy là ông chưa được nhìn thấy đầu ngọc của tiệm Bảo Hòa bao giờ rồi. Đây mới chính là đồ của tiệm Bảo Hòa nha. Wow, đúng là tuyệt tác. Ôi, thật tinh xảo. Sao một thợ gốm bình thường như anh lại có được pho tượng quý này? Có một người quen đã tặng cho tôi nhiều năm về trước. Tôi cũng mê ngọc nên quý lắm, không nỡ bán. Vậy mà bấy lâu nay tôi không biết đấy. Thật quý hóa quá. Anh thật tinh mắt và rất am hiểu về đồ ngọc đấy. Không ngờ ở đất này lại gặp được tri kỷ. Tôi xin tặng ông con sư tử này làm quà. Anh tặng tôi món quà quý như vậy, tôi nhận sao được. Tôi còn nhiều đồ ngọc lắm, hôm nào tôi sẽ cho ông xem. Vậy thì vinh hạnh quá. Cả thiên hạ đều khao khát từng bức tượng ngọc của mình, vậy mà chính mình lại phải giấu giếm, không dám nhận là do mình làm ra sao? Chàng lại khoe tượng ngọc nữa sao? Bây giờ khắp nơi đang đồn ầm việc chàng có những bức tượng quý giá kia kìa. Đến cả nói chuyện về ngọc ta cũng không được nói sao? Lẽ nào chàng còn chưa hiểu tình cảnh của chúng ta? Ta hiểu, vì hiểu nên ta mới phải sống với đám đất sét bẩn thỉu ngày qua ngày. Nàng còn muốn gì nữa đây? Là tiếp lo cho chàng, lo cho con, chứ thêm nào muốn gì.
những bức tượng ngọc đã gây họa cho chàng một lần rồi. Chàng đừng làm gì khiến thiên hạ chú ý đến mình nữa. Tại sao thiên hạ chú ý đến ta? Vì những bức tượng của ta đều là báo vật. Ta đã từ bỏ niềm đam mê lớn nhất đời ta vì nàng, vậy mà nàng lúc nào cũng chỉ biết nghĩ cho bản thân nàng. Ta làm gì cũng không vừa ý nàng hết. Từ giờ ta sẽ làm những gì ta muốn. Ta là người tàn tượng nổi danh thiên hạ, chứ không phải một tên thợ gốm ở cái xó này đâu. Chàng, chàng ơi. Ôi trời ạ, vợ con anh bị quân lính bắt đi rồi kia kìa. Ông đừng lo, cô ấy là một đại tiểu thư, cô ấy sẽ không phải chịu tội gì đâu. Áo nàng cũ rách hết rồi sao? Sao không mặc cái nào lành hơn? Nếu không sao, giờ việc chạy trốn mới là quan trọng. Quan tể tướng nhất định không tha cho chúng ta đâu. Nàng để ta làm cho. Nhà dột nhiều quá, hay chúng ta cất lại cái nhà ở cho tử tế đi. Thôi, thiếp tính để tiền mở xưởng gốm. Chàng khéo tay như thế, chẳng mấy sẽ đắt khách thôi. Lúc đó sửa cũng được mà. Nàng đã vì ta mà từ bỏ cuộc sống nhung lụa. Ta chỉ biết đến sự hy sinh của mình mà quên mất nàng cũng đã chịu khổ quá nhiều mà chưa khi nào than vãn. Nhất định ta sẽ về kinh thành, không thể để nàng chịu tội một mình được. Hy vọng ông trời sẽ cho ta một cơ hội để chuộc lại những lỗi lầm của mình. Mặc cảm tự ti. Trời sắp đổ mưa rồi mà chẳng thấy con bé đâu. Anh Nam, em ở đây. Em ra trễ quá đó. Anh đợi 20 phút rồi. Em nhìn trời xem, sắp mưa rồi đó. Hôm nay bạn em trực nhật nên phải ở lại. Thôi, mình đi nhanh lên anh, không muộn lớp học thêm của em bây giờ. Ngoan nào Họa Mi, em ăn đi rồi hót thật hay cho chị nghe nhé. Sao dạo này em không hót nữa? Em không hót là chị buồn lắm biết không? Gần một năm trôi qua mà ngày nào nó cũng như thế này. Lan, em muốn sửa đi. Thôi nào em, em cứ thế này mãi thì có ích gì. Anh thì biết cái gì. Anh thử bị như em xem, cả ngày chỉ ngồi ru rú một chỗ như thế này, nhìn ngoài kia vui vẻ như thế nào. Em cũng muốn được như họ, em cũng muốn được như trước đây. Đúng thế, nó không có tự do, không được bay lượn trên bầu trời. Là một chú chim hay bất kỳ ai, nếu nhốt mình trong lòng cũng sẽ bị nỗi cô đơn làm cho héo mòn. Đó có thể là chiếc lồng chim này.
và có khi là chiếc lồng vô hình do chính mình tạo ra. Lan à, từ ngày xảy ra tai nạn đã gần một năm, anh thấy em đã ở trong chiếc lồng của chính mình lâu quá rồi. Đã đến lúc em phải ra khỏi đó. Hãy trở lại đi học với các bạn của em đi. Đừng để quá muộn như chú chim kia. Nhưng em chỉ còn mỗi một chân. Đi học các bạn sẽ chê cười em cho mà xem. Ba mẹ và anh vẫn luôn cảm ơn trời vì em vẫn còn đây. Đừng mãi nhìn vào những thứ đã mất đi, mà hãy nhìn vào những gì vẫn có. Chẳng phải là em vẫn còn đôi mắt để nhìn, đôi tai để nghe, đôi tai còn lành lặn để làm mọi điều em muốn đó sao? Anh Nam, thật ra em rất nhớ các bạn. Em muốn được đi học lại từ lâu lắm rồi. Ngoan nào, rồi anh sẽ nói ba mẹ thu xếp để em đi học lại nhé. Vâng. Chuyện hai xưởng gốm. Cụ ơi, xin hỏi làng mình có một cơ sở làm gốm đúng không ạ? Ờ đúng rồi, nhưng làng này có hai nhà làm gốm cơ. Anh muốn hỏi nhà nào? Thế hả cụ? Vậy cụ chỉ cho con đường tới hai nhà luôn ạ? Ừ, thế thì anh cứ đi thẳng rồi rẽ phải, sẽ thấy xưởng gốm thứ nhất. Đi một đoạn nữa thì là xưởng gốm thứ hai. Dạ, con cảm ơn cụ ạ. Nhanh nhanh cái tay lên, bỏ tiền thuê các người làm mà chậm như rùa, có mà lỗ hết à. Ây chà, người kia đánh xe ngựa, ắt hẳn là lái buôn rồi, mình phải ra chào hàng mới được. Ấy, vị khách buôn ơi, chớ đi đâu mà vội. Anh muốn mua gốm phải không? Xin mời vào xem xưởng gốm của chúng tôi. Xưởng gốm chúng tôi là lớn nhất, uy tín nhất vùng. Vậy hả? Được. Xin mời, xin mời. Đó, anh thấy chưa? Gốm của chúng tôi đều hết sức tinh xảo và độc đáo. Vâng, tôi thấy rồi. Nhưng bây giờ tôi có ý này. Không biết ông chủ có ưng thuận không? Ôi, ngài xin chớ khách sáo. Xin ngài cứ nói. Không giấu gì ông, tôi chỉ là một người làm thuê cho một ông lớn chuyên buôn gốm trên kinh thành. Tôi được giao trực tiếp đi thu mua gốm. Nói thật với ông, tiền công ông chủ trả chẳng bỏ bèn gì, nên tôi nhờ ông việc này. Ngài cứ nói đi, đừng ngại. Tôi sẽ thu mua điều đặn hàng của nhà ông, nhưng khi ghi vào sổ sách, tôi sẽ ghi giá của mỗi mặt hàng cao hơn 10 xu. Làm vậy để tôi kiếm chút ít ấy mà. Tôi nhờ ông ký vào sổ để cho ông chủ tôi tin vào giá như vậy. Ông yên tâm, nếu ông giúp tôi sẽ chia cho ông một nửa, và ông lại được mối làm ăn lâu dài. Ông thấy thế nào? Ôi trời, tưởng gì, chuyện này với tôi là nhỏ như con kiến ấy mà. Tôi đồng ý, đồng ý. Ôi, vậy thì tốt quá, cảm ơn ông. Anh nhớ quay lại lấy hàng sớm nhé. Xưởng chúng tôi bao giờ cũng sẵn sàng, lấy bao nhiêu cũng được. Vâng, hẹn gặp lại. Chào các bác, các anh. Xin hỏi ông chủ xưởng gốm đi đâu rồi ạ? Là tôi đây. Anh muốn mua gốm hay hỏi chuyện gì? Xin chào ông chủ, tôi tự giới thiệu. Tôi là nhà buôn trên kinh thành xuống đây, muốn thu mua gốm. Ồ, chào anh. Mời anh vào trong xem sản phẩm của chúng tôi. Sao cơ? Anh mua một giá, nhưng lại muốn tôi ghi một giá khác. Đúng vậy, phần chênh lệch chia đôi. Tôi và ông mỗi người một nửa. Vậy cả hai ta ai cũng được lợi còn gì? Xin lỗi, tôi không thể đáp ứng. Anh mua bao nhiêu thì mua, nhưng tôi không thể ghi sai giá như vậy được. Rõ ràng là ông cũng được chia lợi, lại có mối làm ăn lâu dài, sao ông lại không đồng ý chứ? Xin lỗi, chúng tôi làm cái nghề này truyền đời đã mấy trăm năm, đó là nguyên tắc của chúng tôi không thể làm trái với lương tâm được. Xin anh đi nơi khác cho. Thôi được, đã vậy tôi xin cáo từ. Đoàn xe ngựa kia đi đâu thế nhỉ? Dạ, nghe đâu đoàn xe ấy là đoàn xe lái buôn trên kinh thành. Họ đang vào xưởng Trương Hiển để thu mua. Cái gì? Chẳng lẽ đoàn của người lái buôn hôm qua họ đã thỏa thuận ở chỗ của mình rồi mà. Nào, sang xe tiếp theo đi. Nè anh, chuyện này là thế nào? Sao anh lại lấy hàng bên này? Chẳng phải anh đã thỏa thuận lấy bên xưởng của chúng tôi rồi mà. Xin lỗi ông, nhưng tôi quyết định chỉ làm ăn với người trung thực. Trung thực gì cơ?
Ông nói gì vậy? Ông vì lợi nhuận mà sẵn sàng thỏa hiệp để làm những việc khuất tất. Thử hỏi chúng tôi làm sao tin tưởng để làm ăn lâu dài. Còn ông chủ Trương Hiển thì hoàn toàn ngược lại với ông. Ông ấy nhất quyết từ chối mọi sự mời mọc, lợi nhuận cá nhân mà tôi đưa ra. Do vậy, chúng tôi tất nhiên sẽ chọn xưởng của ông Trương Hiển. Hóa ra là hôm qua, ông... Đúng vậy, tôi chỉ đi kiểm tra, làm phép thử ai là người trung thực nhất. Sự tích hạt thóc. Mẹ ơi, có gì ăn chưa ạ? Hôm nay mẹ thấy trong người hơi mệt, nên vẫn chưa nấu được con à. Thế mà con cứ tưởng mẹ nấu xong rồi chứ. Thôi, con đi chơi tiếp nha. Đây là con gà cuối cùng trong vườn mình. Mẹ định để nó đẻ trứng hàng ngày, nhưng mấy ngày rồi con không được ăn thịt, nên mẹ làm cho con ăn. Ngon quá mẹ ơi. Ừ, con ăn đi. Con ăn xong rồi, con đi ra chơi với các bạn đây, lát con về. Mẹ đâu rồi nhỉ? Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ dậy nấu ăn đi! Con đói lắm rồi! Mẹ ơi! Mẹ làm sao vậy? Con à! Mẹ nghĩ mẹ không qua khỏi hôm nay đâu. Con ở một mình, phải biết tự chăm sóc mình. Sau khi mẹ mất, con sẽ thấy ở chỗ mẹ nằm có một loại hạt nhỏ. Con hãy bỏ vào trong chậu đất, đổ nước vào, rồi gùi về kinh thành vào cung. Con sẽ đổi được rất nhiều vàng bạc. Không, mẹ không được chết. Mẹ phải sống, phải tỉnh dậy còn để nấu ăn cho con nữa chứ. Mẹ, mẹ ơi. Đói quá. Có cái gì dưới gối thế nhỉ? Mình sẽ làm theo ý nguyện của mẹ, sẽ lên hoàng cung một chuyến, còn hơn là ở nhà nằm chết đói. Từ sáng tới giờ không bán được cái gì. Giờ lại thêm thằng bé nghèo khổ ở đâu cứ đến ám thế kia, còn làm ăn gì được nữa chứ. Này nhóc, không thấy ta đang bán hàng sao? Không mua thì đi chỗ khác, cho ta còn bán hàng chứ. Có chuyện gì nhóc? Bác ơi, bác làm ơn cho cháu ngủ nhờ nhà bác một đêm. Sáng mai... Có tiền không? Cháu không có. Vậy thì không có chỗ đâu. Con ơi! Mẹ! Mẹ ơi! Có phải mẹ không ạ? Con hãy xem lại những hạt mà mẹ đã để lại trước lúc ra đi đi. Hạt mẹ để lại ư? Ơi!
Nó đã lớn thế này rồi ạ. Mà đây là hạt gì thế nhỉ? Khi những hạt này được bọc ra, con hãy đem nó đến dâng lên nhà vua. Đây là một loại hạt khi bóc vỏ, nấu ra sẽ được một loại thức ăn rất ngon. Đức vua chắc chắn sẽ rất thích. Lúc đó con sẽ được tặng nhiều vàng bạc và sẽ không phải sống khổ sở nữa đâu. Mẹ, mẹ ở đâu rồi? Mẹ ra đây với con. Con nhớ mẹ lắm. Con không cần của cải, tiền bạc, châu báu gì cả. Con chỉ cần mẹ thôi. Giờ con mới hiểu, chỉ có mẹ là người tốt nhất với con trên đời này mà thôi. Mẹ ơi, con xin lỗi. Chắc hẳn mẹ rất lo cho mình nên mới mang loại hạt này đến cho mình. Không, mình sẽ không dâng nó cho vua. Nó là của mẹ để lại cho mình. Mình sẽ mang nó về, trồng nó, dùng nó để sống qua ngày. Nhất định mình sẽ sống tốt để mẹ được yên lòng. Và loại hạt đó, cậu bé đã nhân giống cho mọi người xung quanh để ai cũng được no đủ. Sau này, người ta đã gọi đó là hạt thóc. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!